Tôi tới đó là hết rồi. Cô này cô bị đốt sống cổ mà sống lưng luôn. Rồi. Thả lỏng người ra. Nghe ghê quá ha. À, nhưng bây giờ nghe nhẹ chưa? Rồi nằm quay bên đây. Đúng rồi. Bây giờ là phải cúi xuống dễ dàng phải không? Rồi thả lỏng ra. Lắc gãi ra từ 3 2 miếng. Rồi, thẳng người ra. Ôi giời. Lỏng người ra. Rồi, ngồi dậy. Ây da da. Nghe sao rồi? Khỏe rồi hả? Dạ. Với là đứng không mình không có gì, đứng chút xíu nữa. Làm như nó muốn gãy ngang ra vậy đó. Rồi đau rồi trên chỗ này nè, nó lối lối lên đầu. Bây giờ bước lối chưa? Giờ nó thấy nó khỏe, nó giãn. Rồi giãn rồi bây giờ cái quan trọng này bây giờ cúi xuống và nó cúi được tới đâu, cúi đây từ sau phải không, chị quay ngang đây. Người ra chị quay lại người, quay ngang này đó đó rồi cúi đi, cúi xuống đó, nghe mềm rồi ha. Ok. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại: Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.